Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với phần điểm tin của báo Nghệ An. Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng qua, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Đại biểu Trần Văn Mão, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia góp ý vào điểm A khoản 2 quy định xét tuyển công chức trong trường hợp cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là chưa phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, tại khoản 3 điều 37 quy định, trường hợp xét tuyển là viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nếu quy định như dự thảo sẽ dễ dẫn đến tình trạng tiêu cực. Trường hợp này chỉ áp dụng đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với tiêu chuẩn điều kiện đăng ký thi nâng ngạch và xét tuyển ngạch công chức tại khoản 9A điều 1 của dự thảo luật, đại biểu Trần Văn Mão đề nghị dự thảo cần quy định rõ trường hợp nào phải thi chuyển ngạch, trường hợp nào được xét chuyển ngạch và quy định rõ điều kiện tiêu chuẩn xét chuyển ngạch công chức. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ sáng qua, trên địa bàn một số huyện miền núi có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn đã làm nước dâng cao, nhiều địa phương như ở xã Thọ Sơn, xã Thành Trơn, huyện Anh Trơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bị ngập cục bộ, một số nơi học sinh phải nghỉ học. Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về chiếc xe mang biển kiểm soát 37C29093 xuất hiện tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương có dán dòng chữ chuyên mua dịch tả châu Phi, tai xanh. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành kiểm tra phương tiện này. Theo đó, trên xe không có tình trạng mua bán lợn, không có hàng hóa, chủ xe được xác định là người ngoài địa bàn huyện. Chính quyền huyện cũng chỉ đạo các địa phương theo dõi và tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Một thông tin khác cũng liên quan đến dịch tả lợn châu Phi, đó là Công an phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa đã triệu tập ông Phạm Văn Minh, sinh năm 1963, trú tại xóm 2, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, để làm rõ hành vi vứt lợn chết trên cầu Hiếu 1. Người đàn ông này khai nhận, cách đây khoảng một tuần đã mua 4 con lợn con, trung bình khoảng hơn 20kg một con về nuôi. Đến chiều 21 tháng 10 thì một trong 4 con lợn bị chết, không rõ nguyên nhân. Sau đó, ông chở lợn định đi ra bãi rác vứt nhưng bị rơi giữa cầu, thấy xung quanh vắng vẻ nên để vậy bỏ đi. Hành vi vứt xác gia cầm ra ngoài môi trường của ông Phạm Văn Minh đã vi phạm vào khoản 6, điều 5, Nghị định 90 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. Một trẻ sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi vừa bị mẹ bỏ lại trước cổng làng trẻ SOS Vinh vào rạng sáng 24 tháng 10. Sau khi phát hiện, bảo vệ làng trẻ đã nhanh chóng đón bé vào để sưởi ấm và chăm sóc. Được biết, ngoài một số quần áo sơ sinh, 1 triệu đồng tiền mặt, thì mẹ của bé còn để lại một lá thư với nội dung có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi con nên nhờ làng trẻ giúp đỡ.